thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Jonah chương 3. Jonah chương thứ 3 nói về cơ hội mới mà Chúa dành cho Jonah. Ngài giải cứu Jonah và tiếp tục trao sứ mạng cho ông. Ở lần này, Jonah miễn cưỡng thực thi sứ mạng công bố lời Chúa cho dân thành Ninive. Trong câu 1 và 2, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Jonah lần thứ hai. Ngài đã từng trao cho Jonah cơ hội thứ hai để sống động hầu việc Chúa. Ngài tiếp tục trao cho Jonah cơ hội thứ hai để hoàn tất sứ mạng mà ông đã từng trốn chạy. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh một Đức Chúa Trời hết sức kiên nhẫn với Jonah. Chúng ta còn nhìn thấy một Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng lại kế hoạch của Ngài đối với một dân tộc tội lỗi. Câu 3 và câu 4 cho thấy Jonah vâng lời Chúa. Chúng ta không rõ quá trình Jonah rao giảng lời Chúa phán cho dân thành Ninive là như thế nào. Thành phố Ninive vốn rộng lớn, muốn đi hết một vòng thành phố phải mất 3 ngày đường. Trong khi đó, Jonah chỉ dành đúng một ngày để công bố sứ điệp Chúa dành cho thành Ninive. Điều này chứng tỏ chỉ một bộ phận của dân thành được nghe tin tức này. Sứ điệp Jonah rao giảng cũng rất đơn giản và ngắn gọn. Ông không vạch trần những sai trật, tội lỗi của dân thành Ninive, mà ông chỉ nói về sự đoán phạt Chúa dành cho thành phố sắp sửa giáng trên họ. Việc cho biết con số 40 ngày nhằm ngụ ý rằng Chúa vẫn cho cư dân trong thành có cơ hội để ăn năn. Chúa không chỉ nhân từ với đầy tớ Ngài, nhưng sự nhân từ ấy dành sẵn cho tất cả mọi người. Câu 5 đến câu 9 tường thuật về quá trình thay đổi và ăn năn của dân thành Ninive. Mở đầu câu 5 cho biết rằng dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Đây là sự biến chuyển lạ lùng của họ. Kinh Thánh không nói rằng họ tin lời Jonah, nhưng mà tin nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cho chúng ta biết Jonah có dạy dỗ hay truyền đạt thêm thông tin gì về Chúa hay về sự đoán phạt của Chúa cho dân cư trong thành hay không. Nhưng điều chúng ta có thể thấy được là chính Đức Chúa Trời đã khiến họ thay đổi. Câu 5 cho biết họ đặt lòng tin nơi Ngài và họ hành động. Làn sóng ăn năn, kiêng ăn của thành phố Ninive nổi lên cách nhanh chóng và rộng lớn. Từ người lớn tuổi đến người nhỏ tuổi đều đồng lòng bày tỏ sự ăn năn của bản thân với Chúa. Sự biến chuyển này đạt đỉnh điểm khi vua của thành phố biết về sứ điệp của tiên tri Jonah và vua cũng hành động bày tỏ sự đau buồn, ăn năn của mình. Vua còn ban ra sắc lệnh cho toàn thể dân cư trong thành triệt để hạ mình ăn năn, thậm chí đến súc vật cũng phải chịu đói, khát và quấn vải xô. Một điều đáng chú ý trong sắc lệnh mà vua của thành Ninive ban ra đó là kêu gọi mỗi người từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ trước kia. Đây là điểm quan trọng trong sự ăn năn của dân cư trong thành. Họ không phải làm những hành động để ra vẻ thảm thương, ăn năn để thoát chết, nhưng hành động này cho thấy họ biết được đời sống trước kia của họ là tội lỗi và gian ác. Họ cần phải thay đổi tư tưởng và lối sống mỗi ngày của bản thân. Dân thành Ninive đã đáp ứng lại cách tích cực với sứ điệp của Chúa dành cho họ. Cuối cùng, trong câu 10, Đức Chúa Trời đã cho thấy Ngài là đấng yêu thương và nhân từ. Khi Chúa nhìn thấy cả thành Ninive có một đáp ứng tích cực và đúng đắn trước những gì Ngài bày tỏ qua tiên tri Jonah, Đức Chúa Trời đã thay đổi ý định và ngưng sự đoán phạt của Ngài trên họ. Chương 3 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng công bình và không bao giờ thỏa hiệp hay chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài cũng có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Điều này giúp cho chúng ta có niềm an ủi và hy vọng khi bước đi theo Chúa, nhưng cũng nhắc nhở mỗi người cần nương cậy sức Chúa để sống đời sống kính sợ Chúa và đẹp lòng Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: có lĩnh vực nào trong đời sống của bạn đang được Chúa khích lệ và nhắc nhở? Bạn có nhạy bén để đáp ứng lại với ý muốn của Chúa? Thank you.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, chúng con sẽ lấy chi để mô tả hay cảm tạ về tình yêu và sự thương xót của Ngài trên đời sống của chúng con? Trong khi chúng con là những tội nhân yếu đuối và bất toàn, thì sự nhân từ và tình yêu lớn lao của Ngài trên mỗi chúng con là quá lớn lao và tuyệt đối. Xin Chúa thêm cho chúng con năng lực và lòng can đảm để sống cuộc đời ngay thẳng. Xin Chúa cho chúng con biết hạ mình mỗi khi Ngài nhắc nhở và sửa trị chúng con, để đời sống của chúng con luôn được đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.